của Marvel, và thực sự là cái cảm giác lần đầu tiên của em khi được cầm vé công chiếu là rất là hạnh phúc. Apocalypse là cái phần mà diễn biến hay nhất và được mọi người đánh giá cao nhất. Mình là fan của X-Men, mình xem comic của phim này từ nhỏ rồi. Đây chắc chắn là một phần không thể bỏ qua. Nguyên ngày hôm nay mất ăn mất ngủ, thậm chí là buổi trưa Tâm Minh không có ăn để chờ chiều nay đứng xếp hàng để tranh giành giành giật 50 vé xuất chiếu đầu tiên. Sau những giờ chờ đợi thì cuối cùng tụi em cũng nhận được vé, rất là hạnh phúc. Bộ phim này là em theo dõi từ phần 1 rồi, em thấy rất là hay và em muốn coi phần tiếp theo. X-Men Apocalypse! X-Men Apocalypse! X-Men Apocalypse! X-Men! X-Men Apocalypse! Mấy ngày trước thì mình suy nghĩ rất nhiều là không biết mình sẽ cos nhân vật nào, nhưng mà tới ngày hôm qua thì mình quyết định là mình cos Professor X. Thì tới trưa nay là mình vừa mới đi cạo cái đầu lại luôn, và mình quyết định là chấp nhận hy sinh để cos nhân vật mình yêu thích. X-Men Apocalypse! Cuộc chiến chống lại Apocalypse của Quốc Kỳ.